AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Trí tưởng tượng luôn là điều khiến con người trở nên đặc biệt. Chúng tô vẽ nên những thế giới mới với muôn hình vạn trạng mà ai trong chúng ta cũng mong ước được một lần khám phá. Chính vì lẽ đấy mà những tựa game fantasy luôn được giới game thủ PC lẫn mobile chào đón mỗi ngày. Sau đây, AFK Mobi xin giới thiệu với các bạn những tựa game nhập vai fantasy hay nhất trên di động năm 2021 nhé! Forsaken World, Thần Ma Đại Lục. Forsaken World, Thần Ma Đại Lục là tựa game thuộc thể loại MMORPG thế giới mở, có đồ họa full 3D tuyệt đỉnh, đến từ nhà sản xuất Perfect World danh tiếng. Dấn thân vào thế giới fantasy rộng lớn này, người chơi có thể thỏa sức khẳng định cá tính riêng qua nhiều class nhân vật đa dạng, biến hóa chuyển hệ độc đáo. Bên cạnh đấy là hàng loạt chiến trường đông vui, trải nghiệm cảm giác PK sinh tồn, diệt boss săn báu vật đến độ nghẹt thở. For God's M, Tứ Hoàng Mobile. Tứ Hoàng Mobile là tựa game nhập vai hành động vừa được nhà phát hành Soha Game ra mắt làng game Việt. Game mang yếu tố võ hiệp phương Đông đi kèm nội dung thần thoại đầy thú vị. Tham gia vào game, người chơi sẽ nhập vai thành các hiệp sĩ đại diện cho thánh thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ để giải cứu sinh linh trước sức mạnh tà ác của ma thần. Điểm mạnh của For God's M nằm ở nền đồ họa 3D đẹp mắt, tạo hình nhân vật, trang bị, hiệu ứng kỹ năng cho đến bản đồ được xây dựng vô cùng rộng mở và chân thực. Tất cả cộng hưởng với nhau để biến cuộc chơi của bạn trở nên cuốn hút, khó rời. Đấu La Đại Lục 2 Mobile. Đấu La Đại Lục 2 Mobile là tựa game tiếp theo chuyển thể từ bộ tiểu thuyết rất được yêu thích của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Game thuộc thể loại MMORPG thế giới mở, sở hữu nền đồ họa Unity 3D chất lượng cao, màu sắc tươi sáng, rất bắt mắt, cho người chơi tự do xoay camera trong môi trường rộng lớn. Các vùng đất, quang cảnh, công trình kiến trúc đều được xây dựng sát với nguyên tắc. Nhìn chung, phần hình ảnh của game hơn hẳn những tựa game khác cùng chủ đề Đấu La Đại Lục đang có mặt trên thị trường. Liên Minh Mạo Hiểm. Liên Minh Mạo Hiểm là tựa game sở hữu phong cách đồ họa chibi vô cùng đáng yêu, đi kèm lối chơi nhập vai chặt chém màn hình ngang, kế thừa từ siêu phẩm Dragonica Online kinh điển trên PC lừng lẫy một thời. Không chỉ có vậy, game còn sở hữu nhiều công năng bồi dưỡng nhân vật, cùng hàng tá nhiệm vụ và hoạt động đa dạng khác cho bạn thỏa sức chinh phục. Kỷ Nguyên Rồng Mobile. Kỷ Nguyên Rồng Mobile là tựa game hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nhập vai PK chưa từng có ở bất kỳ tựa game mobile nào cùng loại ở thị trường trong nước, thậm chí là còn vượt xa cả bom tấn Dragon Raja của Tencent. Đặc biệt trong game này, bạn có thể tự do bay lượn, không chiến trên bầu trời với dàn thú cưỡi siêu ngầu cùng những đôi cánh lộng lẫy. Càng chơi game, bạn sẽ càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đồ họa, sự đã tay trong thao tác điều khiển nhân vật chiến đấu, hay là sự phong phú, đa dạng về mặt nội dung, tính năng mạnh hóa nhân vật, hoạt động PvE, PvP phong phú mà game mang lại. MU Vượt Thời Đại Phantap. MU Vượt Thời Đại Phantap là tựa game bản quyền MU Online chính thống từ nhà sản xuất WebGen, Hàn Quốc. Nên ngay ở giao diện đăng nhập, người chơi được chọn ngay một trong bốn lớp nhân vật có tạo hình, vũ khí, cánh vô cùng quen thuộc. Dù
vậy, không giống các game mobile khai thác chủ đề MU đã ra mắt trước đó, với nhiều biến tấu sai lệch về lục địa MU. Thay vào đấy, MU vừa thời đại của nhà phát hành Fantap, sở hữu hệ thống điều khiển combo skill liền mạch, không cooldown skill và bố cục giao diện tính năng được bài trí trực quan hơn. Dragon Raja. Dragon Raja xây dựng nên một thế giới giả tưởng rộng lớn cho bạn thỏa sức khám phá. Và như bao tựa game nhập vai thế giới mở dành cho di động khác, khởi đầu bạn sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ để thu về điểm kinh nghiệm và cải thiện sức mạnh nhân vật. Tiếp đến là chọn hóa thân thành một trong 4 lớp nhân vật với bộ kỹ năng nhanh tiến hóa hoàn toàn riêng biệt. Đặc biệt với tính năng combo skill đã tay và hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn sẽ khiến bạn khó có thể rời mắt khỏi màn hình. Black Desert Mobile. Black Desert Mobile là phiên bản mobile của tựa MMORPG nổi tiếng Black Desert trên PC và console. Điểm mạnh ở Black Desert Mobile đó chính là nền tảng đồ họa đột phá, cực đẹp mắt, âm thanh chất lượng cao, sử dụng công nghệ engine do Pearl Abyss tự phát triển ra. Cùng với đấy là lối chơi hành động kiểu semi non-target đã tay khiến bao game thủ phải say mê. Lumia Saga – Chiến binh ánh sáng. Lumia Saga – Chiến binh ánh sáng là tựa MMORPG đồ họa chibi cute lạc lối đến từ nhà phát hành VTC Game. Tham gia vào tựa game, bạn sẽ được chọn một trong 5 lớp nhân vật gồm kỵ sĩ, pháp sư, thẩm phán, sứ thần, du hiệp với các điểm thuộc tính, kỹ năng sinh tồn hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, người chơi sẽ không bị gò bó ở một class cố định mà có thể tùy ý chuyển đổi qua lại dựa trên nhu cầu bản thân hoặc phối hợp với người chơi khác trong mọi hoạt động từ PK cho tới co-op. Perfect World VNG. Perfect World VNG là phiên bản mobile của tựa game MMORPG Thế giới hoàn mỹ vốn từng làm mưa làm gió trong cộng đồng game thủ Việt. Game cho người chơi thỏa mình chìm đắm trong thế giới hoàn mỹ với nền đồ họa được cải tiến dựa trên Unreal Engine. Bạn sẽ được khám phá bầu trời rộng lớn bất tận, những vùng đất bao la bát ngát cùng với vùng đại dương bí ẩn sâu thăm thẳm. Chất lượng đồ họa của game khá tuyệt vời, phong cách nghệ thuật lấy cảm hứng từ phương Đông, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và đồ bóng thời gian thực, cùng quang cảnh thay đổi theo mùa và hiệu ứng thời tiết trông khá thú vị, tạo nên một thế giới giả tưởng đầy sức sống. Icarus M – Riders of Icarus. Icarus M là game mobile thuộc thể loại nhập vai được phát triển bởi Unreal Engine 4 với nội dung từ MMORPG Riders of Icarus. Tương tự bản PC, Icarus M có lối chơi kết hợp giữa chiến đấu và bay lượn. Không chỉ có đồ họa 3D bắt mắt, hoành tráng, Icarus M còn gây ấn tượng với hệ thống thời trang đồ sộ, thú cưỡi và thú cưng đầy đủ, nhiều tạo hình phong phú. Đặc biệt là các đấu trường khiêu chiến boss, cuộc chiến 50 vs 50 đầy kịch tính, thu hút người chơi. Bless Mobile. Bless Mobile là phiên bản mobile của tựa MMORPG nổi tiếng Bless Online đến từ Hàn Quốc. Ngoài chất lượng đồ họa Unreal Engine 4 tuyệt đỉnh, với bối cảnh theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ đầy ấn tượng, Bless Mobile còn mang đến cho người chơi một thế giới và cốt truyện mới, cùng những tính năng mới lạ dành riêng cho phiên bản mobile này. Terra Hero Mobile. Terra Hero Mobile là tựa game nhập vai hành động mới ra mắt tại thị trường Hàn Quốc
do Red Sahara Studio hợp tác cùng Bluehole Studio sản xuất. Game có cơ chế điều khiển dưới dạng tổ đội, cho phép người chơi tự xây dựng đội hình với 12 lớp nhân vật có sẵn và sẽ còn bổ sung thêm trong tương lai. Người chơi có thể tự do chuyển đổi các nhân vật trong đội hình, tạo nên những combo hiệu quả và mãn nhãn trong chiến đấu. Genshin Impact. Genshin Impact là một trò chơi nhập vai hành động phiêu lưu do miHoYo phát triển. Game đưa bạn vào vai trò một nhà lữ hành đang tìm kiếm sự thật về chân tướng các vị thần. Tại đây, bạn được gặp gỡ những người bạn với năng lực tác chiến khác nhau và cùng họ đánh bại mọi kẻ thù mạnh mẽ ngáng đường. Dù vậy, một trong những điều khiến người chơi mê mẩn nhất chính là nền đồ họa 3D siêu đẹp được thể hiện theo phong cách anime đậm tính nghệ thuật. Kỷ nguyên huyền thoại. Kỷ nguyên huyền thoại là sản phẩm game nhập vai MMORPG mới nhất được nhà phát hành Gamota độc quyền phát hành ở Việt Nam. Lấy bối cảnh châu Âu thời đại mới, nơi xảy ra cuộc đụng độ giữa hai thế lực Tân Thế Giới và lục địa cổ đại trong cuộc chiến tranh giành viên ngọc hỗn mang. Bằng công nghệ đồ họa 3D tân tiến, thế giới huyền ảo trong game được thể hiện vô cùng sống động và chân thực đến từng chi tiết. Bên cạnh đấy là hàng loạt tính năng hấp dẫn, độc đáo, chắc chắn sẽ làm hài lòng game thủ. Chỉ độc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?